Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này, thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 8 tháng 11 năm 2022 tin vui cho bà con chăn nuôi bắt đầu tăng giá tại vài địa phương. Sau khi công ty CP miền Bắc tăng giá heo thịt bán ra thêm 1.000 đồng trên kg, giá heo tại nhiều địa phương miền Bắc đã tăng theo từ 501.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc, giá heo hơi phổ biến tại miền Bắc đang trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Mức giá 56.000 đồng trên kg xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Những đàn heo đẹp vẫn có giá 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam hiện giao động trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Hai ngày qua, thương lái mua heo đã hỏi các trại nhiều hơn. Nhiều chủ trại tin rằng giá heo sẽ tăng nên đã không vội bán ra. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cũng dục dịch tăng mức giá 56.000 đồng trên kg cũng đã xuất hiện nhiều hơn tại các địa phương trong vùng. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên chưa ghi nhận chuyển biến. Mức giá phổ biến vẫn trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai 53.000 đến 56.000 đồng trên kg, Quảng Ninh ở mức 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Theo một số đầu mối kinh doanh heo thịt, hôm nay ngày 8 tháng 11, Công ty CP miền Bắc tiếp tục tăng giá heo thịt bán ra thêm 2.000 đồng trên kg. Trong đó giá heo cao nhất heo ba máu, trọng lượng dưới 120 kg trên con sẽ lên 60.000 đồng trên kg. Mức này cao nhất tại thị trường trong nước. Các loại heo khác phổ biến từ 56.000 đến 59.000 đồng trên kg, tùy trọng lượng và giống heo. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Nhiều khu vực tại Thanh Hóa vẫn ghi nhận giá heo hơi được 57.000 đồng trên kg. Đây cũng đang là mức giá cao nhất tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Cụ thể, tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng quanh mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg mức giá 56.000 đồng trên kg không phổ biến. Giá heo hơi tại Tây Nguyên phổ biến từ 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông giao động từ 48.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi miền Nam giao động từ 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trong đó tại Đông Nam Bộ, giá heo tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh quanh mức 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong đó, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đồng Tháp An Giang ở mức 52.000 đến 56.000 đồng một kg. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022 là hơn 4.830 con heo mảnh. Nguồn heo về chợ không nhiều nhưng giao dịch khá yếu do rơi vào ngày 14 tháng 10 âm lịch, tỷ lệ người ăn chay nhiều. Giá thịt heo xì heo mảnh loại một đầu phiên ở mức 72.000 đến 74.000 đồng trên kg, heo loại hai heo to, mỡ nhiều, 56.000 đến 65.000 đồng trên kg ngành nông nghiệp chạy nước rút cuối năm. Trước những khó khăn, thách thức từ thời tiết bất thường, nguy cơ dịch bệnh đến những biến động của thị trường, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương triển khai linh hoạt phương án sản xuất để chạy nước rút. Đồng thời, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó vừa bảo đảm nguồn cung nông sản cho thị trường dịp cuối năm. Phó cục trưởng cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tống Xuân Trinh thông tin, từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi phát triển ổn định, Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đến nay đàn heo đạt hơn 28 triệu con. Với Hà Nội, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ, thành phố tăng cường các giải pháp kiểm soát dịch bệnh đối với đàn vật nuôi để chăn nuôi phát triển ổn định. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên Đỗ Minh Tuân cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục thúc đẩy việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt và sản xuất tạo ra các sản phẩm an toàn, hiệu quả kinh tế cao. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hai tháng cuối năm, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong khi đó, thị trường thế giới tiếp tục biến động, giá nhiên liệu, vật liệu sản xuất sẽ tác động đến thị trường hàng hóa trong nước, chi phí vận chuyển sẽ tăng mạnh. Để tháo gỡ khó khăn, đạt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương, đặc biệt đối với dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả heo châu Phi. Tài xanh, đồn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Theo chuyên gia, với giá heo hơi biến động thất thường như hiện nay, người chăn nuôi khó có thể tái đàn với số lượng lớn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, giá heo hơi chỉ tăng không giảm trong khi giá con giống, thức ăn chăn nuôi đều tăng cao càng khiến người chăn nuôi không thể tiếp tục tái đàn. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị chính phủ giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% trong bối cảnh ngành chăn nuôi trong nước đang gặp khó khăn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, trong 3 năm vừa qua, ngành chăn nuôi của Việt Nam chịu nhiều tác động như dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19 trên người và gần đây nhất là xung đột Nga-Ukraine khiến ngành chăn nuôi ngày càng khó khăn. Điển hình nhất là giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu liên tục tăng từ tháng 10 năm 2020 đến nay, ở thời điểm cao nhất trong 3 năm nay Giá ngô tăng 80 đến 95%, khô đậu tương tăng 71% so với tháng 10 năm 2020. Nhưng giá sản phẩm chăn nuôi không tăng theo giá thức ăn mà còn giảm ở một số thời điểm, càng làm người chăn nuôi khó khăn. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, đề xuất chính phủ giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%. Tại địa bàn Đồng Nai, nhiều hộ nông dân đã quyết định giảm số lượng đàn lợn, thậm chí là treo chuồng để tránh bị thua lỗ khi mà giá lợn hơi liên tục giảm mạnh trong những tháng cuối năm. Bên cạnh áp lực về giá lợn hơi liên tục giảm, người chăn nuôi còn đối mặt với dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại. Đây là những khó khăn búa vây người chăn nuôi trong suốt những năm qua, nhưng chưa có giải pháp cụ thể khiến cho người chăn nuôi ở huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung đang dần quay lưng với nghề chăn nuôi lợn. Hiện nay, lượng thịt heo xuất khẩu vẫn còn quá nhỏ so với tổng sản lượng xuất chuồng. Nguyên nhân do những hạn chế ở khâu chế biến. Công tác dự báo thị trường cung cầu để điều tiết sản xuất cũng như phòng chống dịch bệnh chưa tốt. Trong khi đó, giá thành sản xuất chăn nuôi heo ở Việt Nam cao so với mức bình quân trên thế giới. Do đó, giá thịt heo ở Việt Nam khó cạnh tranh với các nước khác. Song song đó, giá thành nuôi heo ở Việt Nam cao do phụ thuộc đến 70% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu mà chi phí này chiếm tới 65% đến 70% cơ cấu giá thành nuôi heo. Thời gian tới, Nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm tăng cao trong dịp cuối năm. Thời gian qua, giá heo hơi biến động giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn cao. Thêm vào đó, đồng đô la Mỹ tăng giá cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, Hiện nay người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết. Tuy nhiên, cục xuất nhập khẩu cho rằng với những biến động kinh tế, thị trường hiện nay, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn gia súc, gia cầm để tăng lượng thịt cung ứng cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Thời tiết biến động bất thường, những tháng cuối năm, hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên thị trường tăng mạnh cũng góp phần làm tăng cao rủi ro lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Lực lượng thú y tổ chức tiêm vaccine phòng cúm gia cầm những tháng cuối năm nhất là trong giai đoạn chuyển mùa hiện nay nguy cơ dịch cúm da cầm xảy ra và lây lan trên phạm vi rộng là rất cao đặc biệt dịch cúm da cầm có nguy cơ lây nhiễm sang người các trại nuôi quy mô lớn rất quan tâm thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học thực hiện nghiêm túc công tác tiêm vaccine phòng dịch tuy nhiên việc triển khai phòng chống dịch với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều hạn chế làm rủi ro xuất hiện dịch bệnh và trở thành nguồn lây lan thời gian qua giá lợn hơi biến động giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không giảm. Thêm vào đó, đồng đô la Mỹ tăng giá cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm nay, hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tương đối gần nhau nên dự kiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, nông sản sẽ tăng và khá cấp tập trong một giai đoạn ngắn. Do đó, Việc chủ động lượng hàng hóa để đáp ứng yêu cầu này đòi hỏi các doanh nghiệp cung ứng phải sẵn sàng từ nhiều tháng trước đó. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 8 tháng 11 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.